Mời các bạn đón xem tiếp bộ truyện. Sau khi Giả mất trí nhớ, Tình Địch nói tôi là bạn trai của hắn. Tập 21. Lâm Vân Phàm, anh thích em. Sao anh lại thích tôi? Anh là Alpha, tôi cũng là Alpha. Giới tính thứ hai quan trọng đến thế sao? Đương nhiên là quan trọng rồi. Chúng ta đều là Alpha. Pheromone sẽ không thể hấp dẫn lẫn nhau, không có dục vọng. Nếu nó quan trọng đến vậy thì tại sao trở thành Alpha lại không thay đổi được tâm ý của anh? Có ý gì? Lúc trước đã từng thích mình sao? Nhưng hồi cấp 3 bọn mình còn đánh nhau vì một Omega mà. Lâm Vân Phàm, từ lúc em chưa phải Alpha thì anh đã thích em rồi. Sau khi biết em là Alpha, anh vẫn cứ thích em. Nhưng mà Omega đó là chuyện gì? Nên hỏi thế nào đây? Có rồi. Tôi nhìn thấy bức ảnh trong phòng sách của anh rồi. Nam sinh xinh đẹp sau lưng anh đó, cậu ấy là Omega đúng không? Hai người rất xứng đôi. Em đợi anh một lát. Lời vừa nãy của mình sao cứ ghen tuông thế nào ý nhỉ? Đây là em. Bức ảnh này là ảnh chung duy nhất của hai chúng ta hồi cấp 3. Thế nên anh đã để ở phòng sách, không liên quan đến người khác. Hôm qua còn cầu nguyện không bị phát hiện ra. Kết quả hôm nay anh lại nói với tôi là vì tôi nên mới để đó. Đúng là khoa đón mà. Hôm nay cứ yên tâm nghỉ ngơi nhé. Sau này anh sẽ từ từ nói rõ mọi chuyện với em. Chúc em ngủ ngon. Ngủ ngon nhé. Đúng rồi, lúc nãy em nói anh không có dục vọng với em. Lý thuyết trên giấy thôi, thực tế khác xa với lý thuyết. Anh đã nhẫn nhịn rất vất vả đấy. Mong em đừng nói mấy lời kích động anh nữa. Ai kích động cậu chứ? Trong sách viết thế mà. Còn cái gì mà thực tế khác xa với lý thuyết? Tôi muốn hỏi anh định hiện thực hóa thế nào đây? Hồi cấp 3 rõ ràng cậu ấy lúc nào cũng đối đầu với mình. Bây giờ lại tỏ tình thẳng thừng như thế. Là vì mình bị mất trí nhớ sao? Nếu cậu ấy biết mình chỉ giả mất trí nhớ thì mối quan hệ giữa hai bọn mình còn hài hòa như bây giờ không? Riêng. Alo, Kỷ Tổng à. Chuyện tối nay anh em chúng tôi làm anh có vừa lòng không? Vừa lòng là tốt rồi. Người anh em đó đã tập luyện rồi, sẽ kiểm soát sức lực, chắc chắn sẽ không để lại di chứng như anh nói đâu. Lần trước là do chúng tôi sơ suất. Anh nói là tóm xuống tầng là được. Chúng tôi không định làm hại cậu ấy. Cuối cùng nhóc con này lại dám nhảy lầu. Đau. Đau dạ dày không phải là bệnh, lúc đau thì lại ghê gớm thật. Vân Phàm, em dậy rồi à? Sao thế? Đau chân lắm à? Không sao, chỉ là hơi đau dạ dày thôi. Anh rót cho tôi cốc nước ấm là được. Được. Nào, uống chậm thôi. Trên mạng nói làm vậy sẽ bớt đau dạ dày hơn. Kỷ Thương Hải, cảm ơn anh. Khách khí với anh làm gì? Đinh đòn. Anh đi mở cửa. Em nghỉ ngơi nhé.